phía cánh cổng hôn trường cưới để cùng đón chào đôi tân lang đẹp nhất, dạng người nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Kiều Trung sánh duyên cùng với cô dâu Ngọc Hà sẽ cùng nắm tay nhau tiến lên lễ đài tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày nay. Một lần nữa quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể, xin mời. Quang Toàn được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của bạn trẻ Kiều Trung Ngọc Hà. Ngọc Hà Kiều Trung chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị ơi.
đón chào đôi tân lang đẹp nhất, dạn người nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Kiều Trung, Sánh Xuyên cùng với cô dâu Ngọc Hà sẽ cùng nắm tay nhau tiến lên lễ đài tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể. Xin mời. Quý chị và các bạn thân mến, như vậy trên sân khấu tình yêu đã xuất hiện hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để được bước lên đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì không thể quên được những người cha, những người mẹ. Và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà trai, ông Lò Văn Quyết và bà Lò Thị Tiêm là thân sinh phù mẫu của chú rể Kiều Trung cũng sẽ bước lên lễ đài tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào bên gia đình nhà trai. Và cùng với gia đình nhà trai, tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà gái, đó chính là chú Tín của cô dâu Ngọc Hà. Xin được trân trọng kính mời chú Lò Văn Thoan, xin mời Tín Lò Thị Trương là chú Tín của cô dâu Ngọc Hà cũng sẽ đại diện bên phái đoàn Hòa Nhà Gái bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Hội hôn đã nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà gái, xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý chị và các bạn thân mến. Như vậy trên sân khấu tình yêu ngay lúc này cũng có mặt đông đủ đại diện cho hai bên gia đình thông gia cũng như hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu chú rể sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, đúng là nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu, bao nhiêu năm đợi tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây, ông tơ bà nguyệt xe dây, nguyên thế trời đất ta cùng có nhau, dù cho bái bể nương dâu, kết duyên long phượng thắm sâu ân tình. Vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, nói về quê hương tông cỏ của chúng ta thì quả thật rất là giàu. Nếu mà ai thắc mắc hay chăng thì chúng ta hãy nhìn chú rể Kiều Trung là bằng chứng đây. Anh rất đẹp trai và phong độ, cô dâu Ngọc Hà thì xinh xắn tuyệt trần, trông thật duyên dáng và lại thêm phần nết na. Chị được ví như chị Hằng Nga, thiên bồng nguyên soái cũng phải khóc òa vì yêu. Chú rể thì trông giống Sĩ Điều, cô dâu thì trông giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm và lại say sưa tình nồng. Vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, yêu nhau thì được cả hai phía mẹ cha vừa lòng. Yêu và được yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người và là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chú rể Kiều Trung, Sánh Xuyên cùng với cô dâu Ngọc Hà trong buổi trưa ngày hôm nay. Được sự đồng ý nhất trí của đôi bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép, với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Kiều Trung Ngọc Hà, Ngọc Hà Kiều Trung chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về phía trước một bước và cùng đón nhận những món quà thật ý nghĩa từ bên gia đình. Món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Toan Hồng cũng có một món quà dành cho hai cháu của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Toan Hồng, xin được trân trọng kính mời gia đình chú Bảy Mai, xin được trân trọng kính mời gia đình anh Ninh Tuấn, xin được trân trọng kính mời gia đình anh Tiếp Nam. Vâng, những ai có tên trong danh sách, chúng ta cùng nhau khẩn trương bước lên sân khấu tình yêu cùng trao những món quà thật ý nghĩa cho hai cháu hai em của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Yeah.
kính mời gia đình cầu Toan Hồng, trân trọng kính mời gia đình chú Bảy Mai, trân trọng kính mời gia đình anh Ninh Tuấn, xin được trân trọng kính mời gia đình anh Tuyết Nam. Vâng ạ, những ai có tên trong danh sách, chúng ta cùng nhau khẩn trương bước lên sân khấu tình yêu để đem những món quà thân nghĩa cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Một lần nữa trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, đúng là chim khôn thì đậu nóc nhà quan, trai khôn dựng vợ, gái ngoan gả chồng, hôm nay làm lễ tơ hồng chúc cho dâu rể ấm nồng mai sau. Vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thì thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đây là những món quà thật ý nghĩa từ bên phía gia đình cũng đã ấp ủ bao lâu nay dành tặng cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, hồi hôm chúng ta không quên dành cho gia đình một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu chú rể, xin được trân trọng cảm ơn những món quà thật là ý nghĩa từ bên phía gia đình đã dành cho cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình sau đây, xin mời chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng tiến về tháp rượu tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu song phanh. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến đôi bạn trẻ đang tay trong tay rót ly rượu hạnh phúc nhất của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi yêu nhau thì chú rể Kiều Trung cũng có nói với cô dâu Ngọc Hà rằng: em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thanh niên thân mến, để được bước đến đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu chú rể không thể quên được công ơn dưỡng dục vô bờ bến của những người cha, những người mẹ, những người chú, những người thím. Và sau đây xin mời chú rể sẽ nâng hai ly rượu kính lên chú thím của bên vợ, và cô dâu sẽ cầm hai ly rượu kính lên bố mẹ chồng của mình. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và sau đây cô dâu chú rể sẽ cùng quay mặt vào nhau, sẽ cùng uống rượu giao bôi. Vâng, chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu và nổ một tràng pháo tay thật rộn rã để cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể đây ạ. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Vâng, đây là một khoảnh khắc rất tuyệt vời, hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình, sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ cùng tiến lại gần nhau để chạm ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, chị và các bạn thanh niên thân mến, như vậy chính thức từ giây phút này trở đi, hai bên gia đình đã có sể thảo và dâu hiền. Một lần nữa chúc cho chú rể Kiều Trung luôn giữ vững được tay chèo của mình để đưa con thuyền tình yêu đến bến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu Ngọc Hà luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chung thủy với người chồng của mình để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu chú rể, xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến chung vui với hai bên gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc ngon miệng và thật vui tươi. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình tham gia sẽ cùng trở về phía dưới từ mặt tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chung vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.